Xin chào các bạn, mình là Nhân BB đây. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều vui vẻ. Các bạn ơi, nhìn này, một đội quân Haki Wuki luôn. Chỗ này nó phải tới là 50 con Haki Wuki đang có mặt ở trên sân nhà Nhân BB các bạn ạ. Bọn Haki Wuki nó đến đây là vì có một việc cực kỳ quan trọng luôn. Huy dọ, Haki Wuki tao không sợ mì đâu. Úi dồi ôi, nhưng mà mình sợ con quái vật này này các bạn ơi. Đội quân Haki Wuki lên hết trên sân nhà Nhân vì một con quái vật ở đằng xa kia kìa các bạn ơi, nhìn này. Ui, các bạn nhìn thấy chưa? Con quái vật này hình như là quái vật người ngoài hành tinh các bạn ơi. Wow, ui con này một con màu đen nhá. Ui, đầu nó cứ ngoáy này. Con này là màu tím này. Ui con này không có mồm luôn các bạn ơi. Wow, ui con này không có mồm luôn. Ui, ui con này thì màu xám này. Con này thì có mồm các bạn ơi. Ghê chưa? Ui con này màu tím. Hai con quái vật màu tím và hai con quái vật màu đen. Ui một con thì nhăn bóng luôn, người đen xì luôn các bạn ơi. Hây, và một con thì là người nó kiểu như là nó xám xám sang chùi các bạn ơi. Bọn chúng nhìn đều rất là kinh dị các bạn nhìn thấy chưa? Ui không biết bọn chúng có sức mạnh thế nào mà bọn chúng dám đến đây để đấu với lại Haki Wuki các bạn ạ. Ui mình nhìn thấy thật bất ngờ vì cái đội quân kinh dị đấy. Mình nhìn con này kinh quá, các bạn có thấy con này kinh không? Ui mắt nó một mắt to một mắt bé luôn, nó cứ ngoáy đầu luôn. Ui các bạn ơi, người nó màu tím tím này. Ui con này như kiểu bị nhâm độc ấy, người ngoài hành tinh, người nó xanh xanh nên nó nhâm độc các bạn ơi. Ui được rồi các bạn ơi, lần này mình sẽ nên mình bảo Haki Wuki xuống đấu với mấy bọn quái vật mới này nha các bạn nha. Ok nào, lên đây. Wow Haki Wuki ơi, ui trời ơi, Haki Wuki ơi, quân của Haki Wuki hôm nay đông thật đấy. Nhưng mà phía dưới kia có một con quái vật ghê gớm luôn. À mà không phải một con đâu, mà là bốn con quái vật ghê gớm luôn. Haki Wuki có đấu lại được bốn con quái vật người ngoài hành tinh kia không? Cực kỳ đáng sợ luôn các bạn ơi, ghê thật đấy. Ui các bạn ơi, bây giờ những bạn nào đang xem video của Nhân BB thì các bạn hãy ấn like video, ấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để theo dõi kênh Nhân BB nhé. Vì kênh Nhân BB có rất nhiều video hay luôn. Khi các bạn đăng ký kênh, ấn like, nhấn chuông thông báo là có video một cái ha, là sẽ thông báo về điện thoại của các bạn ngay và các bạn có thể xem được nha các bạn nha. Ok các bạn ơi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem trận đấu giữa Haki Wuki con nha và quái vật người ngoài hành tinh. Được rồi, các bạn chọn về đội nào đây? Đừng quên bình luận bên dưới cho Nhân BB biết nhé các bạn nhé. Mình sẽ đọc và thả tim tất cả bình luận của các bạn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trận chiến này. Nào, 1, 2, 3, go! Bọn người ngoài hành tinh một đang đi lên rồi. Ui, Haki Wuki cũng đang đi xuống. Con này đi nhanh chưa? Ui, Haki Wuki đang lao vào đấu với quái vật người ngoài hành tinh này các bạn ơi. Nào, chúng ta sẽ xem nào. Ui, người ngoài hành tinh. Ui, nó đang ăn thịt. Ui, nó đang ăn thịt Haki Wuki này. Ui, Haki Wuki đều bị chết hết luôn rồi. Ui, ghê quá. Ui, quái vật người ngoài hành tinh này nó đấu được Haki Wuki con các bạn ạ. À. Ui ghê chưa, bọn nó đang đi lên trên này. Haki Wuki chạy đi, Haki Wuki chạy đi, không đấu lại được nó đâu. Ui ui không ai cứu được Haki Wuki à. Ui mình đang cố gắng thử cứu Haki Wuki xem là có cứu được không các bạn ạ. À. Nhưng mà có vẻ không cứu được rồi. Bọn quái vật người ngoài hành tinh này nó ghê gớm quá. Nó không cần làm gì luôn, nó chỉ đến dùng cái răng của nó cắn các bạn ạ. À. Ui xong, xong rồi, đi rồi. Tất cả Haki Wuki đều bị quái vật người ngoài hành tinh ăn thịt luôn. Trong khi đó, một con Haki Wuki này, đầu nó cũng bị treo trên tường luôn các bạn ơi. Ui, không ổn rồi, sẽ làm mình lên trên đây có thấy đầu của nó không? Đây, đầu của nó này, treo luôn trên tường ấy luôn các bạn ơi. Không kịp làm gì luôn. Ghê vậy. Đâu rồi, ui ui, thôi tốt nhất là mình chạy thôi các bạn ơi. Chứ để bọn quái vật này nó đến nó tấn công mình thì thôi hỏng người luôn. Haki Wuki mà nó có đấu thắng được nữa nè. À, bây giờ có cách rồi. Mình sẽ gọi Haki Wuki
khổng lồ ra các bạn ơi. Đúng rồi, mình sẽ gọi Haki Oki khổng lồ ra để đấu với mấy con quái vật này xem nào các bạn nha. Ok các bạn, đừng rời khỏi màn hình mọi người, lúc này ấn like video hết đi nha, để mình sẽ triệu hồi Haki Oki khổng lồ ra để chiến đấu các bạn ạ. Ok đấy rồi các bạn ơi, Haki Oki khổng lồ xuất hiện rồi đây. Ui giời ơi, nhưng mà bọn quái vật kia đâu rồi? À kia, bọn nó kia rồi các bạn ơi, bọn nó chiếm cái vùng đất ở bên trên này rồi. Wow, bọn nó chiếm được cái vùng đất bên trên này của Haki Oki con các bạn ơi. Bọn nó muốn chiếm ngôi nhà của nhân Bibi các bạn ơi. Bọn nó muốn chiếm ngôi nhà cao tầng này của nhân Bibi. Ui, nhưng mà các mi không biết là ở đây vẫn còn Haki Oki khổng lồ nữa, nhiều màu sắc nữa luôn. Ok, Haki Oki khổng lồ ơi, Haki Oki khổng nó có đấu lại được mấy con quái vật người ngoài hành tinh kia không? Bọn chúng mạnh lắm, một mình bọn chúng tiêu diệt 50 con Haki Oki con cơ, ghê thật sự luôn đấy các bạn nhỉ. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem hai Haki Oki khổng lồ này có thể đánh bại được 4 con quái vật kia không các bạn nhá. Rồi, nào anh em cùng nhau xem nào. Yo, Haki Oki khổng lồ đã xông lên, chạy rất nhanh luôn. Ui, ui ơi ơi. Ui, Haki Oki khổng lồ, ui tấn công rồi. Ui, Haki Oki khổng lồ tấn công rồi. Ôi, một con quái vật đã bị tiêu diệt rồi. Ui, Haki Oki khổng lồ mạnh lắm đấy. Ui Ôi, mấy con quái vật này yếu xìu. Gặp Haki Oki khổng lồ phát nè, bọn chúng tiêu luôn các bạn ơi. Chúng ta còn chưa kịp nhìn Haki Oki khổng lồ chiến đấu luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi, thì ra bọn chúng chỉ là những con quái vật yếu đuối thôi, không đấu lại được Haki Oki khổng lồ đâu. Các mi chỉ là những con quái vật yếu đuối thôi. Nhưng mà sao bọn chúng nhìn kinh quá các bạn ơi. Không biết bọn chúng hay là bọn chúng giả vờ đấy. Mình thấy bọn chúng vẫn còn người, bọn chúng cứng đơ ở đây các bạn ơi, như kiểu bọn chúng chưa bị sao ấy các bạn ạ. Ừ, đúng không các bạn ơi. Nói chung là Haki Oki khổng lồ chỉ thua mấy con quái vật mạnh nhất thế giới thôi, chứ còn mấy con người ngoài hành tinh này không ăn thua đâu. Haki Oki là mạnh nhất thế giới. Yeah, thắng rồi. Ui what. Bọn người ngoài hành tinh này nó dai thật đấy các bạn ơi. Ui bọn chúng gọi cả một đội quân màu tím lên luôn này. What the, kinh dị luôn. Được rồi, Haki Oki ơi, lên. Bọn chúng này gọi một đội quân rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho Haki lên. Đấy rồi, Haki Oki lên rồi. Tấn công nó nào Haki Oki ơi, cẩn thận đây. Ui, đấu rồi, ấy Haki Oki đấu này. Ấy, tiêu hết luôn. Ấy, ăn thịt luôn các bạn ơi. Ấy, Haki Oki được bắn tia laser đấy. Bọn chúng đều bị nằm ra hết luôn các bạn ơi. Này, ăn thịt, một đấm ra bọn nó tiêu hết luôn các bạn ơi. Vẫn còn ba con này, ba con này đang chạy các bạn ơi. Chạy đi đâu được, Haki Oki nó biết nó đến, nó tấn công ngay. Ý, chạy, ba thanh niên này đang chạy các bạn ơi. Ghê thật đấy, Haki Oki đây, mình sẽ đưa Haki Oki đến đây. Haki Oki ơi, trong đây còn à, trong đây còn quái vật à. Ui, Haki Oki bị kẹt này các bạn ơi. Hình như trong đây còn quái vật hay sao. Đây, đi ra ngoài đây này. Ba con này đang định trốn này. Đây, trốn sao được Haki. Hả? Ghê à. Ui rồi ôi. Haki Oki mạnh thế cơ chứ nữa. Ui giời ơi, kinh thực sự luôn. Mình sẽ xếp bọn quái vật ngoài tinh này chồng lên nhau. Nhưng mình sẽ đi nhặt tất cả những con quái vật này, mình xếp lại với nhau các bạn ơi. Ai xem nào, Haki Oki tiêu diệt được bao nhiêu con đấy các bạn nha. Đấy, đây này. Ui dồi ôi, ghê chưa. Trời ơi, bé tiếp theo đi về đây. Ui nó bay luôn các bạn ơi. Ui trời ơi, như kiểu bọn chúng là năm bé các bạn ơi, ghê quá. Được rồi đấy các bạn ạ. Haki Oki ơi, các anh mạnh quá luôn đấy chứ, đúng không các bạn ơi. Đấy, Haki Oki mạnh. Ui, cái gì đây. Ui, một con quái vật các bạn ơi. Quái vật đầu hải đăng. Ui dồi ôi, quái vật đầu hải đăng. Cả Haki Oki cũng thua luôn. Trời ơi, Haki Oki vô địch rồi, thắng rồi, quá mạnh luôn. Bây giờ mình thử test xem nào nha, Haki Oki có chịu được sức mạnh của con quái vật này không. Đây, đây, quái vật bom. Đây, quái vật bom Chris này. Ấy, ui dồi ôi, mạnh thế, Haki Oki mạnh quá. Đây, quỷ đầu siêu cấp này xem nào. Ui, các bạn nhìn chưa, con quỷ kia kìa. Ui, quỷ gì đây. Ui, quỷ cũng không thể đấu lên được Haki Oki các bạn ạ. Nói chung là đợt này Haki Oki mạnh thật đấy. Tiếp tục là con quái vật này thì sao. 50 Dog Tundog đấy Haki Oki à. Ui, các bạn ơi, Dog Tundog mạnh quá. Nó có thể đánh bại Haki Oki đây. Ui, kinh nhỉ, con Dog Tundog này mạnh thật sự luôn. Nhìn nó vậy thôi nhưng mà Haki Oki khổng lồ chúng ta vẫn không đấu lại con Dog Tundog này các bạn ạ. Tóm lại cuối cùng thì Haki Oki vẫn là một con quái vật mạnh
nhưng vẫn không thể đấu lại được một số quái vật ghê gớm hơn các bạn nha. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Các bạn đừng quên ấn like video và đăng ký kênh để theo dõi kênh Nhân BB nha. Vì có rất nhiều video hay trên kênh Nhân BB đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Ok.